Trong chương trình ngày hôm nay, Tây Ninh tiếp tục hỗ trợ đưa người dân về quê. Nam sinh phóng xe ra đường kiểu 30 và cái kết. Cùng suy ngẫm về vấn đề chó thả rông qua tiểu phẩm chỉ tại Mimi. Khánh Vy và Nguyên Bảo chào mừng quý vị đang đến với chương trình Văn hóa Giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Vừa rồi là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức về giao thông nóng hổi, những hành vi đúng sai sau tay lái và trên mỗi cung đường, mỗi giao lộ mà mỗi ngày chúng ta vẫn thường hay đi ngang qua. Hy vọng rằng với những câu chuyện mà Nguyên Bảo và Khánh Vy chia sẻ trong chương trình, quý vị sẽ có thêm những kiến thức hữu ích về luật giao thông, những bài học sâu sắc về quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông để cuộc sống luôn là những ngày tươi đẹp quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục đầu tiên. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 10 vừa qua tại bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh gồm có Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế tỉnh để đưa đón 65 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh theo nguyện vọng. Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã bố trí phương tiện xe khách để chở người dân và ô tô tải để vận chuyển phương tiện cho người dân về các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau khi ổn định, các phương tiện được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn, sau đó giao lại các lực lượng chức năng tại địa phương và cho người dân cách ly tại nhà theo quy định. Đây là đợt thứ hai tỉnh Tây Ninh tổ chức đón người dân Tây Ninh cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về quê theo nguyện vọng. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, tỉnh đã tổ chức đón người dân Tây Ninh cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê với hơn 2.500 người trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Còn về quá trình tuần tra kiểm soát, thì trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Tây Ninh đã thực hiện 1.057 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 379 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn 91 trường hợp, không đội nón bảo hiểm 27 trường hợp, không đủ tuổi điều khiển phương tiện 30 trường hợp, không có giấy phép lái xe 35 trường hợp, giao xe cho người không đủ điều kiện 55 trường hợp, ra quyết định xử phạt 350 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 60 trường hợp. Bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tại 8 chốt kiểm dịch và tham gia tổ liên ngành phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát người và phương tiện ra vào các vùng dịch, nhất là các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Mở đầu chuyên mục camera phố phường ngày hôm nay là một vụ va chạm kinh hoàng và người gây ra vụ tai nạn giao thông này chính là một nam sinh chạy ra đường theo kiểu 30. 30 này là sao đây Nguyên Bảo ạ? Theo dõi đoạn clip ngay sau đây thì sẽ có câu trả lời cho Khánh Vy. Theo đó, một nam sinh điều khiển xe gắn máy, không có biển số, không đội nón bảo hiểm và không làm chủ được tốc độ đã tông kinh hoàng vào phần đầu xe ô tô màu đỏ đang xi nhan quay đầu. Cú tông mạnh khiến nam sinh lộn qua đầu xe ô tô trước khi văng xuống đất. Nam sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nặng. Tại hiện trường, xe máy vỡ nát, ô tô hư hỏng nặng phần đầu xe. Và nhân đây thì Khánh Vy cũng xin được chia sẻ đến quý vị một tình huống tương tự, mà trong vụ việc này không phải là nam sinh nữa mà là nữ sinh. Chuyện là ba em nữ sinh này kẹp ba trên một chiếc xe máy đang chạy qua ngã tư thì va chạm với một người đi xe máy khác không đội nón bảo hiểm. Hậu quả ba học sinh té ngã ra đường, hư hỏng phương tiện, còn thanh niên không đội nón bảo hiểm kia thì chạy xe đi mất. Thưa quý vị, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông điều khiển phương tiện gây tai nạn xảy ra ở nhiều địa phương. Mong rằng gia đình và nhà trường cần tuyên truyền nhắc nhở các em về ý thức chấp hành luật giao thông. Tiếp theo là một vụ tai nạn mà Khánh Vy phải gọi là tay bay vạ gió. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Căn nhà này đang yên bình cho tới khi một chiếc xe ô tô tải chạy tốc độ cao, sau đó đã mất lái, khiến chiếc xe tải đâm thủng cổng nhà dân rồi bị lật. Vụ việc khiến người xem không khỏi thót tim, hiện nguyên nhân dẫn tới vụ việc chưa được làm rõ. Hy vọng rằng các bác tài sẽ tuân thủ tốc độ khi lái xe trên đường để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Thưa quý vị, hiện nay thì để cho chiếc xe của mình sở hữu được đẹp và độc lạ hơn thì nhiều người đã chọn cách là tự ý độ thêm nhiều phụ kiện dẫn đến làm thay đổi kết cấu của xe. Đây rõ ràng là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Thế nhưng dù biết là bị cấm nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Vậy tự ý thay đổi kết cấu xe sẽ bị xử phạt như thế nào? Mời quý vị cùng đến với phần giải đáp của đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh.
Thì để trả lời cho cái câu hỏi là việc tự ý thay đổi về hình dáng, đặc tính, kích kết cấu hay hình dáng xe có vi phạm pháp luật hay không thì chúng ta phải căn cứ vào cái quy định của luật giao thông đường bộ. Và theo quy định của luật này thì thứ nhất, một phương tiện mà tham gia thông trên đường thì phải đảm bảo về cái điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật. Cái thứ hai phải đảm bảo về cái điều kiện về môi trường. Và hai cái điều kiện này thì đều do cơ quan có thẩm quyền họ cấp phép. Và cái thứ hai nữa, theo quy định của luật giao thông đường bộ thì người chủ phương tiện hay là người điều khiển phương tiện không được tự ý thay đổi cái hình dạng, kích thước, hình dáng cũng như kết cấu xe. Và theo quy định như thế thì đương nhiên đối với người điều khiển hay là chủ phương tiện, khi họ tự ý thay đổi thì họ sẽ bị xử phạt theo cái quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể thì đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, khi mà họ tự ý thay đổi cái hình dáng hay là kết cấu xe của mình để có thể là làm cho xe độc hơn, lạ hơn, thì khi tham gia giao thông trên đường, nếu để cho lực lượng cảnh sát giao thông họ phát hiện và họ xử lý thì cái mức phạt tiền ở đây là từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Quý vị, nuôi chó để làm cảnh, giữ nhà đã rất phổ biến với nhiều gia đình, từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt rọ mõm hay xích trong nhà chưa thực sự được chủ vật nuôi quan tâm. Và thực tế là đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra, nguyên nhân là do tránh hoặc đâm vào chó thả rông. Mặc dù là pháp luật cũng đã có những quy định cụ thể về việc chủ sở hữu vật nuôi phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác, thế nhưng vẫn có trường hợp là chủ vật nuôi chối bỏ trách nhiệm, thậm chí là còn đổ lỗi cho người khác vì đã gây ra tai nạn cho thú cưng của mình. Và câu chuyện của bà nội trợ trong tiểu phẩm sau đây là một ví dụ. Ủa? Ngọn gió nào mà sáng sớm thổi bao qua nhà tôi vậy? Ê, tính qua tập thể dục chung đúng không? Được á. Có bài tập sung lắm nè. Vô đây. Cái bài này sung lắm nè. Đi vô đây với tôi. Đây, tập với tôi nha. Đó. Ý. Ủa? Ê, có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà sáng sớm mặt buồn hiu vậy? Bồ biết mà. Sáng nào thì hai mẹ con tôi với tí này cũng dắt con Mimi đi tập thể dục, đi vòng vòng khu chung cư mình biết không? Mà bồ cũng biết con Mimi nhà tôi đó, nó là một đứa bạn thân thiện mà. Khi nó xuất hiện á thì tất cả mọi người đều là yêu thương nó, vì cái tình thương của nó lan tỏa ra mọi nơi. Đó, từ cái năng lượng của nó buổi sáng á, nó nhiều quá đó, nó vui vẻ quá đó, nó thấy mọi người yêu thương quá nó, rồi nó đuột dây, nó chạy ra một cái đùng hả? Cái gì? Ai bắn nó hả? Ai bắn con Mimi hả? Hả? Rồi con nó có làm sao không? Đó, cái này á, đó là mình nói với bồ hoài, không có nên coi phim hành động nhiều. Chứ bà mới nói cái đùng đó là cái gì? Cái đùng đó là con Mimi nó tuột dây nó chạy ra. Đó, một cái đùng là đùng, cái nó tuột dây nó chạy ra, đó là cái đùng chứ không phải là cái đùng tiếng súng biết không? Tôi hết hồn mà. Nó chạy ra thì chạy theo nó, bắt nó vô. Thì đó, cái chuyện nó chạy ra rồi mình chạy ra nó, mình bắt nó vô thì là cái chuyện bình thường rồi, đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà hôm nay là cái ngày xui xẻo, ngày bực bội của tôi. Đó, nó chạy ra, trong khi nó chạy ra thì có một cặp vợ chồng đó bịt mặt đeo khẩu trang, không thấy biết người đó là ai, chạy tới thắng xe lại một cái không kịp, sao thắng đất té một cái rầm. Rồi người ta có làm sao không vậy? Có sao gì thì tôi nhìn thì tôi thấy giống như là cái đèn xi nhan đó, hình như bể cái đèn xi nhan gì đó, rồi té, nhưng mà không có sao, còn đứng dậy cãi với tôi được mà, có làm sao đúng không? Rồi bắt đầu mới sùm chuyện lên, nói là tôi là tại sao lại thả chó đi ra được. Đó, cái câu thả chó là tôi đã bực bội rồi. Mimi nhà tôi là phải kêu là Mimi, bé yêu, chứ không đi kêu là con chó được. Tôi á là tôi thấy hai ông bà đó nói đúng đó. Bồ nói cái gì? Có bà là bà Lý Sư Cùng hả? Rồi đâu bỏ chạy về đây, rồi con tí nỉ với Mimi đâu? Trời ơi, thì nói cho bồ nghe nè, nói chung lúc đó thì cái tính tôi cũng mà hiền mà. Bồ biết hồi nào giờ tôi đây tôi đâu có gây sự gì với ai, nhưng mà khi mình bức xúc quá đó thì mình bức xúc quá thì mình nói hơi to tiếng. Mà bồ cũng biết mà, cái giọng của tôi karaoke rất hay. Đó, cái giọng của tôi nó lớn lên á. Rồi cái tí này nó thấy tôi nói chuyện hình như là cái giọng của tôi nó lớn quá, mọi người xây qua nhìn súng lại nhìn quá trời. Rồi không biết sao nó nói thôi, mẹ đi để đó con giải quyết. Tôi thấy ha là
là do chắc bà hiền quá đó, cho nên là tí nị nó sợ bà sồn sồn lên rồi nói sai càng thêm sai. Thôi được rồi, để chờ tí nị về đi rồi mới biết là cái chuyện nó như thế nào. Chắc nó đó, bà coi có phải nó kêu không? Thì nó chứ ai nữa rồi. À, nó nè. Alo, mẹ nè con. À, sao rồi? Sao rồi? Mimi của mình sao con? Có bị gì không con? Rồi người ta có bắt mình đền bù gì không con? Hả? Trời ơi, sao không nóng? Thôi thôi, được rồi con lên đi. À, mẹ đang ở trên nhà của dì Hạnh nè. Lên liền nha con. Thôi, chuyện không có gì thì xin lỗi người ta, để cho người ta bỏ qua đi, rồi mình rút kinh nghiệm lần sau. Mình sai. Chắc nó lại. Nó tới á. Ô tô, Mimi tụi mẹ tao không cho ăn tổ. Ô tổ nhịp Mimi tụi mẹ. Sao rồi con? Rồi họ giải quyết làm sao rồi? Dạ, con nói cô Hạnh nghe. Hồi nãy ở dưới á, trời má con cự nữ người ta sùm luôn. Nói lạ hả, có con chó thôi à, mà làm quá. Rồi hai cô chú đó lạ hả, đâu có chịu đâu. Hai cô chú đó nói á, là con chó á, thì là cái lỗi là nó chạy ra. Nhưng mà con chó đó có chủ, thì bây giờ chủ nhân của nó phải chịu trách nhiệm chứ. Người ta biết luật người ta nói, trời ơi con cứng họng đâu dám nói gì đâu. Đó, hồi nãy giờ cô nói với má con vậy đó. Nhà cô đụng chuyện rồi nên cô hiểu rõ lắm. Bực bội à, chuyện tào lao ngoài đường gì đâu không à. Trời ơi má ơi, cái chuyện này nó đúng là cái chuyện ngoài đường, nhưng mà nó không hề tào lao chút nào đâu nha má. Cái này là luật giao thông đó. Tại vì hai má con mình đâu có hiểu gì đâu, không đi cãi bậy cãi bạ với người ta à. Đó, lần này con quyết định rồi, con đi ra nhà sách, con mua một đống sách luôn. Sách giao thông, hai má con mình tha hồ nghiên cứu. Nè, khỏi mua chi cho tốn tiền. Tivi đó, cứ mỗi thứ bảy cuối tuần vào lúc 11:15 mở lên coi. Coi gì trọng? Có chương trình văn hóa giao thông của đài truyền hình Tây Ninh, nói về luật giao thông rất là hay luôn. Nè con, nhớ dạ. Mỗi lần coi, nhớ rủ má con coi nữa nha. Dạ. Ô tổ nhịp Mimi tụi mẹ, tụi nhịp Mimi tụi mẹ không á à. Thưa quý vị, qua tiêu phẩm vừa rồi cũng hy vọng rằng là người dân khi đưa chó ra ngoài nơi công cộng thì phải trọ mõm hoặc xích giữ cẩn thận để đảm bảo an toàn cho chính bản thân của người nuôi cũng như là những người xung quanh. Trong tình huống xấu nhất, thú cưng của mình gây tai nạn cho người khác thì hãy nhận lỗi và chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại. Đây là hành động vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật, vừa thể hiện cách ứng xử có văn hóa trong giao thông. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là phần giải đáp thắc mắc của một khán giả đã gửi thông tin về cho chuyên mục thư cuối tuần. Vị khán giả có tên là Ngọc Chào ở thành phố Tây Ninh có câu hỏi như sau. Tôi rất khó chịu khi mà đang chạy ô tô trên đường mà gặp phải ô tô đi phía trước di chuyển quá chậm. Việc di chuyển chậm như vậy thì rất dễ gây cản trở giao thông. Liệu có quy định nào để xử phạt cho hành vi như trên hay không? Một tình huống có lẽ là các bác tài thường xuyên gặp phải khi mà tham gia giao thông trên đường đúng không ạ? Và câu hỏi này thì đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tây Ninh sẽ có câu trả lời như sau. Thì trong cái tình huống này chúng ta phải xét nhiều trường hợp. Ví dụ như trong trường hợp mà cái phương tiện lưu thông phía trước này họ gặp một vấn đề gì đó trục trặc hay là sự cố gì về phương tiện, họ phải lưu thông với tốc độ chậm, thì đương nhiên trong cái tình huống này không thể xử lý họ được. Còn nếu như trong trường hợp sẽ thấy họ thực sự, cái phương tiện lưu thông phía trước này thực sự không nhường đường cho các xe phía sau, thì theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 thì đối với các quy tắc khi vượt xe, thì khi có xe xin vượt và xét thấy có đủ điều kiện an toàn thì xe phía trước phải đi sát vào phía bên phải phần đường xe chạy, giảm tốc độ và phải cho xe phía sau vượt lên. Và trong cái quá trình vượt xe đó thì không có cái hành động để cản trở cái xe phía sau vượt lên. Và nếu như trong trường hợp mà không nhường đường cho xe xin vượt thì có thể căn cứ vào quy định của Nghị định 100 Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thì đối với người điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe xin vượt thì bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Còn đối với người điều khiển xe mô tô xe máy thì không nhường đường cho xe xin vượt thì bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
Đúng là như vậy ạ. Và hầu hết là mọi người tham gia giao thông chỉ biết đến việc là nếu như mà di chuyển xe quá tốc độ thì sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên thì trên thực tế, nếu như mà đi xe quá chậm thì cũng sẽ bị tuyết còi. Hy vọng rằng các bác tài sẽ lưu ý hơn về vấn đề này để vừa đảm bảo an toàn, vừa không gây cản trở giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình văn hóa giao thông tuần này. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ từ chương trình sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả mỗi ngày trên những dặm đường gần xa với ý thức giao thông ngày càng tiến bộ hơn. Và cũng xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 11 giờ 15 phút thứ Bảy hàng tuần. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta thật bình tĩnh, tự tin cùng với chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Xin kính chào và hẹn gặp lại.